lợi nhuận của chính công ty quản lý quỹ VCBF sẽ có từ đâu, tỷ lệ phần trăm theo mức độ lợi nhuận quỹ theo năm tài chính hay có cố định phần trăm cụ thể là bao nhiêu? Câu hỏi thứ hai là liên quan đến lợi nhuận của chính công ty quản lý quỹ, đúng không ạ? Thì công ty quản lý quỹ chúng tôi, như tôi có đề cập trong bài trình bày, thực ra chúng tôi là những người, chính là những người đi làm thuê. Và làm thuê ở đây là gì? Chúng tôi quản lý đầu tư cho các quý vị. Tức là thay vì các quý vị không biết là đầu tư cổ phiếu nào, trái phiếu nào, rõ ràng là nếu mà các quý vị đầu tư trái phiếu chẳng hạn, đúng không? Thì các quý vị phải hiểu bản chất của trái phiếu là chúng ta cho công ty đó vay tiền. Nếu mà để cho một cái công ty hay bất kỳ một ai đó vay tiền, chúng ta phải đánh giá xem người ta có khả năng trả nợ hay không, đúng không ạ? Thì tôi nghĩ rằng có rất ít cá nhân có thể làm được việc đó. Trong khi đó thì chúng tôi có thể làm được việc đó. Chúng tôi có thể khi mà đầu tư bất kỳ trái phiếu nào thì chúng tôi sẽ phải đánh giá xem là công ty đó trong tương lai có khả năng trả nợ cho chúng tôi hay không. Thì với tất cả những cái công việc mà chúng tôi đã làm thì chúng tôi sẽ được trả một cái phí. Và đối với cả quỹ thì chúng tôi sẽ có phí quản lý. Còn đối với những danh mục thì chúng tôi có thể có thêm phí thưởng nữa. Và đây chính là nguồn doanh thu của công ty quản lý quỹ. Chúng tôi thì sẽ không có đầu tư, tự đầu tư. Bởi vì bản thân VCBF chúng tôi không muốn tạo ra bất kỳ một mâu thuẫn lợi ích nào với cả khách hàng của chúng tôi cả. Vì vậy mà chúng tôi sẽ không có phần tự đầu tư. Chúng tôi, nếu mà quý vị đọc báo cáo tài chính của VCBF thì quý vị có thấy là chúng tôi có một số khoản đầu tư nhưng là đầu tư vào chính quỹ. Bởi vì chúng tôi muốn là nhà đầu tư tin tưởng là chúng tôi cũng bỏ tiền vào quỹ đó và chúng tôi cũng có trách nhiệm với đồng tiền chúng tôi bỏ vào.